sinh mình đi ngủ, ăn một quả táo cầu, cho vợ đỡ cào nhau, đêm ngủ mơ đánh cầu. Ngày mai mua cây vợt hoặc phang một đôi giày để được đi đánh cầu, để về ngủ ngon giấc. Nếu giấc mơ không thành, hãy đến FB Shop, đi vào trong thì được, đừng có mà đi qua. Nếu như đi vào trong, sẽ được tư vấn kỹ, chơi bộ môn cầu lông, giảm cân thân hình đẹp, rồi đam mê đánh độ, bia hơi và nước ngọt, trình sẽ khá lên ngay, giảm căng thẳng chỉ chết. Hãy tiếp tục đi em, hãy tiếp tục đi em, chơi cầu lông đi em.